Chào các bạn, hôm vừa rồi mình có tham dự một cái buổi tập huấn của cảnh sát Seattle hướng dẫn cho chị em phụ nữ cái cách tự bảo vệ mình. Bởi vì các bạn biết không, sau 2 năm mà dịch bệnh pandemic đấy, thế rồi lại bây giờ lại chiến tranh ấy, thì cứ cảm giác như là cái cuộc sống nó khó khăn hơn, tiền nó lạm phát cao hơn, rồi mọi thứ giá cả tăng lên. Cho nên là cái tỷ lệ tội phạm nó cũng tăng, nên là nhiều chị em phụ nữ cũng chia sẻ là rất là ngại đi ra đường một mình. Thế thì bọn mình cũng trao đổi cái thông tin đấy với bên cảnh sát Seattle, và các cô cảnh sát ấy cũng thu xếp một cái buổi tập huấn cho bọn mình. Thì hôm nay thì mình chia sẻ lại cái kiến thức đấy để cho các bạn cùng nắm được nhá. Thì cái khóa tập huấn này thì chỉ dành cho chị em phụ nữ thôi. Và nói thật là hôm đấy thì mình cũng là phiên dịch cho cái buổi tập huấn này luôn. Thì cái buổi tập huấn thì có 4 cái mục tiêu lớn. Thế thì cái mục tiêu của khóa học ấy là, thứ nhất là để làm sao để mà mình nhận biết được cái tầm quan trọng của cái bản năng của mình, cái linh tính của mình khi mà mình phản ứng lại trong các cái tình huống có thể xảy ra. Cái mục tiêu thứ hai là để mình nhận biết được những cái tiềm năng nguy hiểm ở xung quanh mình và làm sao để mà tránh được nó. Mục tiêu thứ ba là để mình học cái cách để lên cái kế hoạch, lập cái kế hoạch an toàn cho chính bản thân mình. Và mục tiêu thứ tư là để mình xác định được những cái địa điểm hay là những cái hành động nào thì an toàn. Thế và tóm lại là trong cả 4 cái mục tiêu này là để giúp cho mình để giảm thiểu cái tỷ lệ mình trở thành nạn nhân của những cái sự tấn công từ bên ngoài. Thì các bạn cũng luôn nhớ là mình luôn luôn nhận biết được những cái xung quanh của mình, nhưng mà không hoảng loạn nhé. Khi mà bạn biết được cái tiềm ẩn xấu ở xung quanh của bạn, bạn nhận biết được trước thì bạn sẽ có được những cái kế hoạch ở trong đầu để đối phó lại với cả những cái tiềm năng có thể, những cái tiềm năng xấu có thể xảy ra. Nói chung là mình bất cứ khi mình ở đâu, mình làm gì, mình cũng nên nhận biết cái việc đấy, nhưng mà không hoảng loạn, tuyệt đối là mình nên giữ bình tĩnh. Thì tội phạm thì nó có 3 cái yếu tố, thì người ta vẫn cứ gọi là tam giác tội phạm đây. Thì ba cái yếu tố hình thành, thường hình thành nên tội phạm ấy, thì ví dụ như thế này. Thứ nhất là means, tức là nó có một cái ý nghĩa gì đối với cái người muốn gây ra cái hành động đấy. Ví dụ như là cái tên tội phạm này nó đang muốn làm một cái điều gì đó để nó thể hiện cái sức mạnh của nó chẳng hạn đấy. Thế hay là cái motive, tức là cái động cơ gì. Thế là ví dụ như cái động cơ là nó đang rất là cần tiền chẳng hạn, nó đang cần có một cái gì đấy, một cái tiền hay là một cái vật gì đấy có giá trị để nó bán đi chẳng hạn đấy. Thế còn cái yếu tố thứ ba, tức là opportunity, tức là cơ hội, tức là nếu khi mà nó nhìn thấy mình đi một mình này, hay là ở trong những cái quãng đường vắng này, hay là ở trong những cái tình huống yếu thế hơn nó, thế thì là tạo cơ hội để nó cùng với cái mean và cái activity đấy, thì là nó sẽ tạo nên, thúc đẩy nó để gây ra những cái gọi là tội phạm. Thì người ta, cảnh sát cũng đưa ra 5 cái trạng thái của bạn khi mà bạn ở bên ngoài. Thế thì 5 cái color code này thì có thể mình sẽ hiểu như thế này. Khi trong cái trạng thái là condition white, tức là lúc đấy là bạn rất là relax, người ta gọi là daydreaming, tức là bạn có thể đang ở trong nhà, đang thư giãn ở trong nhà mà cửa khóa rồi, mình cảm thấy rất là, cái môi trường rất là an toàn. Đấy là cái trạng thái mà mình ai cũng muốn khi mình ở trong nhà. Thế còn mà cái trạng thái thứ hai là trạng thái condition yellow, thì tức là cái trạng thái này là bạn biết được là những cái gì xung quanh của bạn đang xảy ra và bạn có thể hành động. Còn cái trạng thái thứ ba là orange, tức là cái trạng thái là đã bắt đầu là ở trong cái trạng thái cảnh báo rồi đấy. Thì là bạn có thể là có cái plan ở trong đầu rồi, có kế hoạch ở trong đầu là nếu mà nó xảy ra thì mình sẽ làm, mình sẽ phản ứng như thế nào. Thế còn cái trạng thái thứ tư là màu đỏ. Thì cái trạng thái này tức là đã ở trong cái trạng thái là mình phải hành động rồi đấy, và có thể là đã bắt đầu hành động. Thế còn trạng thái thứ năm là trạng thái màu đen, tức là
mình hoàn toàn không biết gì cả và hoảng loạn hoàn toàn. Nếu mình ở trong cái trạng thái này thì mình phải cố gắng thoát ra khỏi nó ngay lập tức, càng sớm càng tốt, bởi vì đây là một trạng thái gọi là nguy hiểm nhất ấy. Thế khi mà một điều gì đó xảy ra thì bạn cứ tin vào cái bản năng của mình, bởi vì hoàn toàn là người ta nói đấy, it is okay to know without knowing why, tức là bạn hoàn toàn là có thể cứ làm theo cái bản năng của mình mà không cần biết lý do, mình chỉ cảm thấy như thế là mình phải hành động như vậy. Và ở đây thì cũng xin giới thiệu với cả các bạn một cái cuốn sách gọi là The Gift of Fear. Cái cuốn sách này thì là nhiều, nhất là người phụ nữ mình ấy, nhiều khi là mình có nhiều cái nỗi sợ, nhưng nhiều khi chính cái nỗi sợ đấy thì lại là một cái quà tặng cho cuộc sống của mình đấy. Thì nếu mà các bạn có thời gian thì cứ tìm đọc nhé, thì sẽ hiểu hơn về cái tại sao mà nỗi sợ lại trở thành quà tặng. Bình thường ấy thì mình cũng không nghĩ đến là mình lại, sao lại mình lại phải có cái kế hoạch Thế trước. thì các cái người cảnh sát Mỹ thì họ cũng nói với mình, trao đổi với cả lớp khóa học của bọn mình ấy, lớp tập huấn của bọn mình ấy, là cứ giữ cái kế hoạch ấy nó như là một cái trò chơi thôi, nó nghĩ nó đơn giản như vậy, và lúc nào mình cũng nghĩ rằng là nếu như thế này thì sao, tức là what if đấy, tức là nếu cái chuyện này xảy ra thì mình sẽ phản ứng như thế nào, và cứ cứ giữ cái kế hoạch ở trong đầu mình một cách là đơn giản như là một cái trò chơi thôi, và mình cứ nghĩ là mình sẽ hành động như thế nào và mình phải phản ứng ra làm sao nếu mà nó xảy ra. Thế mình cứ nghĩ như vậy thì nó sẽ trở thành một cái thói quen hàng ngày, và đến khi mà nó bất ngờ nó xảy ra thì mình có thể áp dụng được cái kế hoạch của mình. Các bạn có biết không, một điều rất là đơn giản nha, ví dụ như là việc kêu cầu cứu. Thực ra thì đúng là mình cũng chẳng bao giờ nghĩ là mình có thể kêu được, bởi vì rất là nhiều khi khi mình gặp cái điều gì đấy mà nguy hiểm xảy ra là nhiều khi là mình gọi là cứng họng ấy, mình không kêu được và mình kêu không to. Thế thì những người cảnh sát họ cũng khuyên mình là nên thực hành, những cái lúc có một ở nhà một mình hay gì đấy thì mình thực hành, mình kêu, tức là mình phải kêu là nói là kêu phải có cái chữ police ấy, thì là những cái bọn tội phạm nó mới sợ. Thế là cô ấy cũng bảo với bọn mình là kêu no help police, help police. Và đấy là mình, đây là mình thực là nói như vậy thôi, nhưng mà khi mà các bạn mà thực hành ấy thì tức là cái giọng của mình cố gắng càng to càng tốt và càng kịch tính càng tốt, thì như để là mình gây cái sự chú ý của những cái người mà có thể cứu giúp cho mình ấy. Và Cái sự quyết đoán thì cũng rất là quan trọng các thì bạn nhé. có những lúc mình cứ ok to be rude, tức là nếu mà có một người nào đó mà cứ đi quá gần vào bạn mà bạn cảm thấy không thoải mái thì bạn cũng cũng cứ nên nói một cách rất là dứt khoát, say no, you are too close to me, move away, tức là bạn đến gần tôi quá, tôi không cảm ơn, đứng xa ra, ví dụ như thế. Thế thì là bạn cứ nghĩ mà xem, nếu mà một người bình thường không có ý định làm hại bạn thì người ta sẽ không đẩy bạn vào một cái tình thế là cảm bạn không cảm thấy thoải mái. Thế cho nên là bạn cứ phải quyết đoán và nói no, move away, đứng lùi ra xa. Đấy. Tức là khi mà bạn đã bị tấn công ấy, thì là bạn phải biết rằng là ví dụ như trong 15 giây phút, 15 giây đầu bạn có thể bị chấn thương, nhưng mà sau đấy thì bạn phải tấn công lại một cách quyết liệt ngay lập tức, và thật là nhanh và thật là mạnh, bởi vì bạn phải nghĩ trong đầu là bạn tấn công để giành lại cuộc sống của bạn, và bạn phải biết là cái chỗ nào là điểm yếu để bạn tấn công, ví dụ như là mắt này, hay là cổ họng này, hay là vào bẹn đấy, và bạn luôn luôn phải nghĩ là đánh để cứu sống cuộc sống và phải quyết liệt như vậy, và tuyệt đối là cố gắng không được để nó đưa bạn đi đến chỗ một địa điểm khác, bởi vì khi mà nó đã đưa được bạn, lôi bạn vào một cái đường vắng hơn này, hay là lôi bạn lên xe để đưa bạn đi là vô cùng nguy hiểm, là bạn tuyệt đối cố gắng là không để nó đưa bạn đi đến những cái địa điểm khác, phải quyết liệt nhé. Và trong cái lúc mà bị tấn công thì bạn cũng nên là có cái sự chuẩn Chuẩn bị. bị ở đây là gì, mình muốn trao đổi với các bạn, tức là khi mà nó đã tấn công mình từ đằng trước hay từ đằng sau thì mình có thể di chuyển, mình cảm thấy ở cái chỗ nào mà mình có sức mạnh nhất mình để tấn công lại thì mình di chuyển theo cái hướng đấy, và mình luôn luôn ở trong đầu mình ấy, tức là gọi là mindset ấy, mình phải nghĩ rằng là mình phải quyết tâm chiến thắng nó, cũng cái đấy cực kỳ quan trọng, nó sẽ bổ sung vào cho cái gọi là cái sức mạnh cơ địa của bạn. Tại vì là nếu như trong cái sức mạnh cơ địa của bạn khỏe nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng là bạn có thể không thắng được là tự nhiên nó cũng yếu đi đấy. Thế là bạn cứ cứ phải nghĩ rằng là mình phải đánh và mình phải thắng.
Thế là cái mindset của bạn, cái suy nghĩ trong đầu nó sẽ bổ sung thêm cái nghị lực và cái quyết tâm để bạn cho cái cơ địa của bạn để mình bảo vệ chính mình. Thật ra thì họ cũng cho mình một số cái lời khuyên khi mà bạn đi ở trên phố. Khi mà bạn đi ấy, ở trên phố thì bạn nên luôn luôn biết là mình đang ở đâu, xung quanh mình là đang có cái gì. Mình nên chỉ chú ý một chút thôi là mình nhận biết được mà, bởi vì có thể là bình thường mình nhiều khi mình cứ nghĩ việc này việc kia, mình không để ý lắm. Thế thì người ta khuyên là mình cũng nên là nên biết, và mình biết được cái routine, tức là cái đường đi của mình nó thế nào. Chẳng hạn như là bạn biết được cái tên phố này, hay là cái mình đang ở cái tên phố là gì, số mấy này, hay là đang ở gần cái tòa nhà nào, cái building nào, tức là cái cảnh quan ở xung quanh của mình thì mình cũng biết được. Thế rồi luôn luôn nếu mà mình đi bộ thì mình nên đi ngược chiều với cả traffic nhá. Cái đường ví dụ như ô tô chạy từ đằng này lại thì mình nên đi từ đằng này, từ chiều gọi là đối diện với cả chiều traffic đấy. Thế còn là bởi vì là mình đi cùng chiều thì nhiều khi nó tấn công từ đằng sau ấy, thì mình bất ngờ, thì mình không muốn cái trường hợp với nó xảy ra. Thế còn nếu mình đi bộ thì ở trên đường ấy thì mình, các bạn biết đấy, cái đường đi bộ của mình ấy thì một bên là cái vỉa hè đấy, một bên là đường để đỗ ô tô nhá, một bên này là cổng ra vào của các cái nhà dân ở bên đường nhá. Thì mình không nên đi gần đường quá, đối với gần với cái cổng các cái nhà quá, và cũng không nên đi gần đường quá cái chỗ ô tô nó đỗ, nó có thể tấn công bất ngờ từ trong ô tô hoặc là từ trong nhà ra. Mình cố gắng mình đi ở giữa, gọi là middle sidewalk ấy. Đấy, mình đi ở đấy. Thế còn là nếu như khi mà bạn đi mà bạn không biết là bạn đang ở chỗ nào thì mình nên có cái hướng định hướng trước đấy. Mình đi thì mình sẽ đi qua từ phố A xong đến phố B, phố C, tức là mình nên có cái định hướng, cái định hình là mình sẽ đi ở đoạn nào trước đi, chứ đừng chỉ có dựa hoàn toàn vào GPS. Bởi vì là khi mà nhỡ cái gì mà nó xảy ra đấy thì mình phải biết là mình đang ở đâu, hoàn cảnh của ở cái cảnh quan xung quanh như thế nào, để mình nói cho những cái người mà có thể biết mình ở chỗ đấy để đến để cứu giúp ấy. Thì cái này cũng là nó đơn giản nhưng mà nó lại rất là hữu hiệu khi những cái trường hợp nguy hiểm xảy ra. Cảnh sát họ cũng có thêm một số cái lời khuyên khi mà mình đi ở trên phố. Thế ví dụ mình có carry, mình có mang cái bot của mình đấy, cái túi thì mình cũng nên đeo chéo ra từ đằng trước đây, ví dụ như thế này. Mình đeo một cái túi như thế này thì mình nên đeo chéo qua thế này và để cái túi ở đằng trước này, rồi mình có thể ôm lấy nó như thế này thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy. Thế thì để tránh những kiểu gọi là nó có cái cơ hội dễ dàng để cho những cái tội phạm nó muốn tấn công mình đấy. Thế thì và khi mình đi bộ thì mình cũng nên là cân nhắc đến quần áo hay là giày dép của mình như thế nào để mình dễ dàng, để mình cái không trong tình huống mình có thể chạy thì là mình chạy nhanh hơn. Thế và khi mình đi thì mình nên make eye contact nhé, tức là mình cứ nhìn thẳng vào những cái người đối diện với mình hoặc là những cái người mà mình cứ nhìn thẳng vào họ thôi, để thể hiện là cái sự tự tin của mình. Thế còn là nếu mà có cái sự nào mà mình cảm thấy nghi ngờ mà những cái người mà họ cứ đi theo mình ấy, thì là mình nên tìm đến cái chỗ mà nó cái địa điểm mà nó an toàn hơn, hoặc là mình đi sang cái đường bên kia, ví dụ thế, thì mình cố gắng để mình thoát khỏi những cái việc đeo bám. Thế còn đặc biệt là không để cho ai mà khi mà họ đến gần mình, khi họ đã sắp đến gần mình là mình đã phải có phản ứng rồi, chứ đừng đợi cho đến khi họ đến gần hẳn mình. Thế và luôn luôn là nếu mà có gì xảy ra là mình phải scream, mình phải hét lên thật to là để có những cái người gọi là witness, những cái người đến làm chứng cho bạn, chứ đừng để cái sự hiện hiện sự việc nó xảy ra mà không ai làm chứng cho bạn, thì sau này thì nó cũng bất lợi hơn cho mình. Cảnh sát họ cũng có một số cái lời khuyên cho bạn khi mà bạn đi ở trên xe buýt hay là trên tàu điện này. Khi mà bạn đứng đợi ở bến tàu hay bến tàu điện hay là bến xe buýt ấy, thì bạn nên đứng dựa vào tường hoặc là đứng dựa vào các cái cột để mình tránh những cái việc mà tấn công mình từ đằng sau nhá. Thế còn khi mà ở trên tàu hay là trên xe buýt rồi ấy, thì nói chung là mình cố gắng không đeo những cái đồ trang sức mà nó kiểu như là gây sự chú ý nhiều quá. Đấy, gọi kiểu như tạo cơ hội cho người ta chú ý, nó gây ra tội phạm với mình. Thế còn là nếu mà có một người nào đó mà quấy nhiễu bạn ấy, hoặc là có những cái thái độ hoặc cái cách nhìn mà bạn cảm thấy không yên tâm, thì bạn nên đi về hướng các cái người lái xe buýt hoặc là lái xe tàu đấy, hoặc lái tàu ấy, thì bởi vì những cái người này họ có một cái hệ thống kết nối với cảnh sát rất là nhanh, và nếu có gì xảy ra thì họ chỉ bấm nút một cái thôi là cảnh sát có thể đến ngay và giúp cho bạn.
Đấy. Thế còn nếu khi mà xuống một cái bến đỗ nào đấy mà bạn nhìn thấy ở dưới bến nó có những cái hiện tượng mà bạn cảm thấy không an toàn thì bạn cũng đừng xuống nhá. Cứ đứng, cứ đi ở trên xe buýt hoặc trên tàu đến mình xuống cái bến sau rồi mình quay lại sau cũng được. Đấy là những cái lời khuyên mà khi mà mình đi tàu hoặc là đi xe buýt để cho nó an toàn nhé. Thì một số cái lời khuyên cho bạn mà khi bạn đi bộ này hay là đi chạy bộ này. Đấy thì là ở bên Mỹ ấy, thì chạy bộ hay mình đi bộ ở trong công viên ấy, thì nó cũng như là những trong cái cánh rừng ấy. Thì thường là nhiều người mình cũng hay đeo cái headset này này để nghe nhạc trong lúc mình chạy, nó rất là thư thái. Thế nhưng người ta cũng khuyên là mình cũng nên là có khi nếu mà đeo thì đeo một bên thôi, một bên nghe nhạc còn một bên để mình nghe xem nếu có cái hiện tượng gì, cái âm thanh gì lạ mà nó xảy ra thì mình còn gọi là be aware of đấy, tức là mình biết trước được. Thế còn là luôn luôn là mang theo điện thoại di động nhé, bởi vì nếu có cái gì thì mình còn kết nối với cả những cái người đến cầu cứu giúp đỡ cho mình. Thế và mình nên biết là cái đường đi của mình trước. Thế thì là và khi mà mình đi ấy, mà nếu mình đi một mình thì mình nên chia sẻ cái thông tin đấy cho người bạn của mình hoặc là người nhà của mình để nhỡ có gì xảy ra thì người ta còn biết là à mình đã đi bộ hay đi chạy ở cái đoạn công viên này chỗ kia thì người ta có hướng để người ta tìm. Thế và cũng nó có cái app các bạn ạ để người ta biết được là cái đường chạy của mình, ví dụ mình chạy bao nhiêu lâu, chạy từ đâu đến đâu thì bạn có thể tải cái app đấy về thì là chia sẻ cái thông tin đấy với người nhà của mình để khi có việc gì xảy ra thì người ta sẽ định hướng được là bạn đang ở đâu để người ta đến người ta cứu giúp một cách nhanh nhất nhé. Đây là một số các cái lời khuyên cho mình khi mình lái xe khi nhé. Mà mình lái xe ô tô, tức là khi mình bước vào xe thì là mình nên khóa cửa ngay, khóa, mình có cái bấm chốt ở đầu đấy, mình khóa luôn cả bốn cửa. Và mình nhớ một điều là khi mà mình bước ra xe thì là mình luôn luôn là có cái chìa khóa ở trên tay mình sẵn rồi, để mình ra đến nơi là mình bấm là mở cửa này hoặc là mình mở khóa để mở cửa này, chứ mình cố gắng tránh cái trường hợp là mình để khóa ở đâu đấy xong ra đến trước cửa xe cứ lúi húi để tìm chìa khóa. Những cái tình huống như thế là khi mà mình ở trong cái gara thì tạo cái cơ hội cho những cái kẻ nó tấn công mình dễ hơn. Còn khi mình vào trong xe rồi mà mình khóa cửa rồi thì nó sẽ khó hơn đấy. Thế còn khi mà mình lái xe ở trên đường thì có những cái người tài xế mà người ta lái rất là ngổ ngáo, mình đừng cuốn theo họ. Họ lái rất nhanh, họ quá tốc độ cho phép và luồn lách hay gì đấy, mình cũng không cuốn kệ họ, mình cứ đường mình đi, hoặc là nếu mà nó ngổ ngáo quá thì mình né sang một bên để cho nó đi. Và mình cảm nếu mà mình thấy cái xe đấy lái mà gây nguy hiểm cho những người khác ấy, thì mình cứ gọi 911 nhá, 911 ấy, thì người ta sẽ giúp cho mình. Thế còn là trong trường hợp mà có cái người đeo bám bạn ấy thì bạn đừng bao giờ đi về nhà ngay, mà bạn cứ đi đến cái đồn cảnh sát chẳng hạn, hay là đi đến một cái cửa hàng nào đấy mà có cái bãi đỗ xe an toàn, chứ đừng đi về nhà nhé, để nó bám theo và nó biết nhà của bạn. Thế mà khi mà bạn lái ở trên cái dòng xe nó dày đặc ấy, thì luôn luôn là mình để có một cái khoảng cách với cái xe đằng trước, cái xe đằng sau. Xe đằng trước chứ xe đằng sau thì mình khó kiểm soát, nhưng mình phải có cái khoảng cách giữa với cái xe đằng trước để cho mình ra khỏi cái làn xe đấy, nếu có cái gì mà nó nguy hiểm thì mình có thể thoát được, mình không ở trong một cái làn xe. Đấy là một vài cái lời khuyên khi mà mình lái xe nhé. Còn nếu mà khi mà bạn đi những cái phương tiện như là Uber hay là Lyft thì bạn nên biết những cái gì? Bạn thường xuyên sử dụng những cái phương tiện công cộng như là Uber hay là Lyft thì bạn nên đọc cái gọi là agreement, cái sự thống nhất về cái sự an toàn giữa cái chuyến xe đấy và cái người khách hàng đấy, thì mình nên biết trước những cái điều đấy. Và khi mà bạn gọi điện đến cái hãng để họ đến đón bạn ấy, thì bạn đừng nên cho địa chỉ cụ thể của nhà mình. Thường là bạn cho cái địa chỉ là ví dụ nhà bạn ở gần cái ngã tư nào đấy, thì bảo họ đến cái ngã tư đấy thì là mình sẽ đi ra gần đấy để mình đón họ. Mình không nên để lộ cái địa chỉ của nhà mình nhé. Thế còn nếu mà bạn đi ấy, thì bạn nên chia sẻ cái thông tin đấy với cả các bạn của mình hoặc là người gia đình là mình là mình đi, mình sẽ bắt cái Uber hay là mình sẽ bắt cái Lyft vào tối nay hay là như nào đấy, mình đi từ nhà đến đâu đấy hoặc là đi từ cơ quan về đâu đấy, thì cái khi mình đi đâu mình nên có một người nào đó biết thông tin. Đấy. Thế còn nếu mà có cái chuyện gì xảy ra ở trên xe mà mình cảm thấy không an toàn thì mình nên báo cáo, mình gọi là report cho cái công ty đấy, hoặc là mình gọi 911 nếu mà là khẩn cấp nhá. Thế còn là
khi mà bạn mà bắt đầu bước lên xe thì bạn nên nhìn biển số xe và biết được là cái biển hiệu rồi nhỉ, người lái xe rồi các cái thông tin liên quan đến cái xe đấy là bạn phải nhận biết trước khi bạn bước lên xe. Chứ đã có, mình có một xem một cái phim là cái cô này, cô cứ gọi thấy xong cái xe đến nơi là cô lên, nhưng mà cô lại lên nhầm xe, cái xe đấy không phải xe Uber mà cô gọi mà là cái xe của một kẻ xấu. Đấy, tức là mình phải biết cái xe mình gọi là cái xe gì trước khi mình vào cái xe nhá. Thế và nói chung là mình khi mà có những cái loại mà mình đi chung đấy, mình một cái xe một chuyến đấy thì có mấy người đi với nhau mà đều là người lạ ấy, thì cái việc này là cũng do bạn thôi, tùy bạn tin vào cái bản năng của mình và mình có đi như kiểu như thế hay không, bởi vì mình đi với những người lạ mà thì mình phải cẩn thận. Thế còn là khi bạn ngồi trong xe thì bạn nên biết là bạn ngồi ở cái vị trí nào nhé. Nó đơn giản thế thôi, nhưng mà khi có việc gì xảy ra thì bạn nói chính xác là bạn đang ngồi ở vị trí nào, như nào, như nào đấy, thì nó sẽ giúp cho những cái người cứu bạn nó sẽ dễ hơn rất là nhiều đấy. Thế và cũng để ý là nếu có trẻ con ấy thì cũng nên biết là cái khóa ở cái ghế đằng sau là nó như thế nào, để biết được cái sự an toàn của cho các cháu nhé. Và khi đi một mình ấy, thì bạn cũng nên cân nhắc là mình có một số các cái loại gọi là weapons, tức là những cái vũ khí mà mình có thể được mang theo, ví dụ như là cái loại pepper spray đấy, cái loại mà mình xịt vào nếu mà cái người nào muốn hại mình thì mình có sẵn ở trong người mình xịt, thì là mình không làm không giết người, nhưng mà làm nó cay mắt chẳng hạn, nó không tấn công được mình nữa. Thế những cái vũ khí nó đơn giản thôi, hay là những cái còi báo động đấy, để làm cho nó sợ, nó chạy đi. Thế bởi vì mình phụ nữ thì nhiều khi mình cũng không dám cầm dao hay là cầm những cái vũ khí mà nó súng hay là những cái gì thì mình không biết. Cũng có những người, người ta ở những cái vùng mà nó không an toàn thì người ta phải cầm những cái loại vũ khí đấy trong người, mà tất nhiên là cũng phải có giấy phép, và tùy từ những cái chỗ vào những cái chỗ nào thì mình được cầm. Ví dụ như vào trong các trường đại học chẳng hạn, hay là hoặc là một số là cơ sở là người ta không cho mình cầm những cái vũ khí như thế, thì mình cũng nên biết trước đấy, thì là mình cũng có quyền lựa chọn những cái vũ khí như vậy để mang đi cho trong người để tự bảo vệ. Khi mà bạn phải gọi hay là bạn phải nhắn tin đến 1911 thì bạn cũng nên biết một số thông tin như thế này nhé. Tức là bạn luôn luôn phải biết là mình đang ở đâu. Biết mình ở đâu để mình chia sẻ ngay cho cái khi mà mình gọi 911 ấy. Và lúc đấy là mình cố gắng bình tĩnh. Tất nhiên là rất là khó. Thế nhưng mà khi mình gọi thì mình để cho cái người nghe điện thoại họ dẫn dắt cuộc gọi nhất. Bởi vì họ sẽ biết là họ cần phải hỏi những cái thông tin gì. Chứ khi mà bạn nói nhiều quá nhưng những cái thông tin mà họ không cần thì lại cũng không tốt. Cho nên khi mình gọi 911 thì mình nên là để cho họ dẫn dắt mình, họ hỏi những cái thông tin và mình trả lời cho họ, và đừng cố gắng là đừng có hang up, đừng có bỏ máy nhá, nếu mà trong trường hợp mà nó không bị nguy hiểm ấy. Còn có những cái trường hợp mà mình ở trong cái trạng thái mà mình không thể gọi được, nguy hiểm, thì mình cũng có thể nhắn tin, và mình hoàn toàn có thể lựa chọn là mình có thể nói chuyện với các officer, tức là những cái người cao cấp hơn, hoặc là mình cũng có thể yêu cầu là mình giấu tên, mình không nói tên của mình, là hoàn toàn là quyền của mình. Đấy là khi mà mình gọi 911 ấy. Và khi nào thì bạn gọi 911? Ở đây khách cảnh sát họ cũng hướng dẫn cho mình như thế này. Khi mà bạn chỉ cần nghĩ rằng là tin là đã có một cái hành động gì đã có một cái hiện tượng gì đó nguy hiểm đến cơ thể của một người nào đó, mà bạn hoặc là với chính bạn, là bạn cũng nên là bạn nên gọi này, 911 này, hay là bạn khi mà bạn tin là sắp sửa có một cái hành động tội phạm nào đó sắp sửa xảy ra thì bạn cũng gọi này, hay là khi mà bạn nghi ngờ là một cái hành động tội phạm nào đấy xảy ra thì bạn cũng gọi này. Đấy, thế và khi mà bạn gọi ấy, thì bạn thường là cố gắng là có cái khả năng để nói với họ là tại sao mà bạn cảm thấy cái nghi ngờ như vậy. Thế bạn cố gắng là diễn tả được, bởi vì khi trong những cái trường hợp mà khẩn cấp nguy hiểm thì thường là mình rất là khó nói. Thế chính vì vậy mà cảnh sát họ mới muốn là mình nên thực tập, mình nên tìm cách là mình lúc nào mình cũng diễn giải được, là miêu tả được cái hiện tượng đấy, tại sao mình nghi ngờ là nó lại xảy ra, cái hiện tượng đấy nó như nào, tức là cái cách để mình diễn tả các cái hiện tượng sự vật xảy ra ở xung quanh mình. Đấy là cái cách mà mình nói chuyện với cả 911. Và người ta không có bao giờ là bị phạt về trong cái chuyện này nhá. Tức là khi mà bạn cảm thấy bất cứ một cái gì nguy hiểm xảy ra cho mình và cho người khác thì bạn có quyền gọi, và người ta luôn luôn khuyến khích là bạn, kể cả bạn có báo cáo nhầm cũng còn hơn là
để có một cái hiện tượng, có một cái sự xâm hại xảy ra mà bạn lại không báo cáo. Nhầm cũng được, còn hơn là không báo cáo nhé. Ở Seattle mình ấy, thì cảnh sát họ cũng cho mình chia sẻ cho mình những cái thông tin về các cái nguồn để bạn có thể cảm thấy là an toàn hơn. Ví dụ như là những cái trang là Safe Place này, hay là Alert Seattle này. Đấy thì những cái này này, hay là Online Crime Map, tức là cái bản đồ tội phạm này. Đấy thì tất cả những cái này là bạn có thể hay là kể cái Smart 911 là cái này, trang web này là mình cũng có thể là dùng. Nếu mà các bạn ví dụ như hay phải đi làm đêm này, hay là hay có cái sở thích là đi chạy một mình này, thì các bạn nên tải một trong những cái ứng dụng này về, để trong những lúc cần thiết thì các bạn có thể là sử dụng đấy. Còn cái này là những cái lời khuyên cho khi mà mình ở trong cái khu phố nhà mình ấy, mà mình muốn bảo vệ cho nhau ấy, thì mình có thể có những cái ứng dụng như thế này. Đấy, có những cái neighborhood crime watch, tức là ở đây là có những cái mình treo những cái biển như thế ở trong cái khu phố nhà mình, thì là để bọn tội phạm nó cũng biết được à, cái khu phố này là nó có những cái hoạt động để phòng chống tội phạm. Thì dù sao ấy, khi nó muốn làm những cái điều mà không tốt thì nó thấy những cái biển như vậy thì nó cũng hơi trờn trờn đấy, kiểu như thế. Thì đây là cũng có rất là nhiều các cái lời khuyên để phòng chống tội phạm xảy ra ở cái khu phố mình, khu vực của nhà mình ở nhá. Và cuối cùng ấy thì là cảnh sát rất là khuyến khích mình nên cứ thực hành những cái kế hoạch, những cái kế hoạch để tránh, phòng tránh những cái nguy hiểm sẽ xảy ra với mình. Các bạn biết đấy, người ta cảnh sát người ta cũng nghiên cứu rồi, khi một cái hoạt động nào đấy mà mình cứ lặp đi lặp lại trong 21 ngày liền thì nó sẽ trở thành một cái thói quen. Thế thì là để có một cái thói quen gọi là bảo vệ an toàn cho mình ấy, thì người ta cũng, cảnh sát ấy, người ta cũng khuyến cáo mình là nên practice, tức là luyện tập hàng ngày, tức là rất là bình thường thôi, tức là mình cứ luôn luôn mình đi đâu mình nên nhớ là mình biết mình đang ở đâu này, hay là mình lại tự chơi cái trò chơi what if, nếu mà cái này xảy ra thì mình sẽ làm gì này đấy, hay là mình thực tập cái cách gọi đấy, cách gọi kêu cứu đấy, thì mình thực tập khi có điều kiện thì mình thực tập này, hay là mình đi ở đâu thì mình cũng make eye contact này, tức là mình sẽ nhìn thẳng vào những cái người mà đối diện với mình này, hay là mình thực tập cái cách mà mình diễn tả, miêu tả mình đang ở đâu đấy, để khi mà cần mình gọi điện hay cho cảnh sát hay gọi điện cho người đến giúp đỡ thì mình miêu tả được một cách cụ thể chính xác, thì như vậy là sẽ thuận tiện hơn. Thế và cảnh sát thì cũng gợi ý cho bọn mình là nên có những cái vật nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà lại hỗ trợ cho mình rất nhiều khi có cái gì xảy ra. Đây ví dụ như mình bấm vào đây thì nó có cái đèn sáng này, thì khi mà mình cần kêu cứu ở giữa ở trên đường mà tối đấy, thì mình đưa hai tay lên như này này, mình cứ quơ quơ thế này trên đường tối để mình làm tín hiệu cho người ta, để người ta chú ý đến mình đấy. Hoặc là nếu mà mình muốn gây tiếng động thì cái này nó rất đơn giản các bạn nhé, chỉ kéo ra thế này, nó kêu đấy, nó kêu to như thế. Thế thì cái này nó rất là rẻ, các bạn có thể mua ở trên Amazon, cài vào cái khóa xe của mình như thế này. Thế là đi đâu là ví dụ có cái nguy hiểm là, hoặc là mình phát ánh sáng, hay là mình gây tiếng động to như thế để mình bảo vệ mình. Đấy. Vậy là hôm nay là mình đã chia sẻ cái một số các cái kinh nghiệm, những cái lời khuyên của cảnh sát Seattle cho những chị em phụ nữ khi mà mình đi một mình ở trên các cái loại điều kiện khác nhau để mà đảm bảo an toàn cho mình. Thế là mình cũng mong là mình chia sẻ được cái thông tin này với nhiều các bạn hơn để mình giữ được an toàn cho mình khi mình đi một mình nhá. Hoặc là kể cả đi hai người, có khi mình cũng nên biết những cái kiến thức như thế này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Tạm biệt các bạn.